Giờ con ghé con mua kẹo nha. Kẹo dừa. Láng bì đây chị, lấy một bì đây với hai cái kia. Bì này với hai đây. Ừ. Còn đây. À, lấy em luôn đi, tính tiền luôn. Khu này cũng bán kẹo, bán kẹo luôn nè. Đúng không? Coi lại cho đeo quà, tôi đưa cho đỡ bất công. Hello tất cả mọi người. À, đây mọi người, hôm nay Hương sẽ đi một vòng chợ Tuy Hòa nha. À, mọi người cùng theo chân Hương ha. Vô trong là cái chợ chưa có được xây cái máy bơm này nè, bây giờ đã xây rồi nó khá là mát luôn á. Trên lầu là bán vải nha.
là nhiều cửa hàng vải luôn này, tất cả đều là bán sỉ hết luôn á. Đây nè mọi người, đúng là cái khu vải luôn nè. Đây, bây giờ Hương đi xuống nè, dọc cầu thang này toàn là vải luôn. Trên này là đa số các hiệu buôn bán sỉ vải, đầy đủ các mặt hàng vải luôn nè. Nhìn đã quá, mọi người có nhu cầu muốn mua vải về kinh doanh á, mọi người cứ đi lên lầu của chợ Tuy Hòa nha. Bây giờ Hương sẽ đi ra ngoài. Bây giờ Hương ghé Hương mua kẹo nha. Kẹo dừa. Láng bì đây chị. Láng một bì đây với hai cái kia. Bì này với hai đây. Còn đây. Láng em luôn đi, tính tiền luôn. Khu này cũng bán sỉ bán kẹo luôn nè. Đúng không? Ừ. Coi lại cho đeo quà mà tôi đưa cho đỡ mất công. Đây mọi người, hôm mới mua một ít bánh kẹo nè, em về nè. Nói chung ở trong này bán sỉ cho nên giá nó cũng ok một xíu. Bây giờ buổi chiều là người ta sẽ đem đồ ra để bán. Bán ra bắt đầu là mở bán đồ ăn buổi tối. Bây giờ chắc em tạm biệt chợ Tuy Hòa nha. Giờ đi ra Hương lấy xe đi về, tại vì Hương có bạn dưới bạn á, nên là chắc là đi ăn món vịt đó mọi người. Đây nè mọi người, Hương đang đứng trên chợ trên đường cùng nhau với Lê Thánh Tôn nè. Cái quán vịt sáu hành, nói chung là vịt ở đây rất là ngon luôn. Hương cũng đã ăn nhiều lần rồi, hôm nay mời cả nhà cùng lại ăn vịt với Hương ha. Mọi người nhớ ở Tuy Hòa thì ghé quay thử một lần nha. Tuy Hòa, rồi còn bên này là biển ha.